Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác nhận tại tỉnh này đã có bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh nhân là một cô gái 25 tuổi, nhân viên lễ tân của khách sạn ở đường Tôn Đản, thành phố Nha Trang. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kết quả xét nghiệm lần 2 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân do Viện Pasteur Nha Trang kết luận ngày 31 tháng 1 cho thấy bệnh nhân này đã dương tính với virus corona. Cũng theo báo cáo này, ngày 16 tháng 1, cô gái này tiếp nhận hai khách Trung Quốc vào khách sạn là ông Di Dinh và con trai là Li Di Chao, bố trí phòng cho hai khách này ở. Hai vị khách này sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh và được xác định là dương tính với virus corona chủng mới. Hai bệnh nhân này được điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy và hiện người con đã khỏi bệnh. Trong khi đó, tại Nha Trang, ngày 18 tháng 1, nữ nhân viên lễ tân bị ho nhẹ, sau đó nóng sốt. Cô đã tự mua hai liều thuốc để uống thì hết sốt, chỉ còn ho. Ngày 24 tháng 1, cô vẫn còn ho, khạc ít đờm và được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 27 tháng 1, cô được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Hiện nay sức khỏe của cô đã tốt, không ho và không còn sốt. Ngày 24 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã điều tra dịch tễ, hướng dẫn nhân viên buồng phòng khách sạn nơi hai vị khách Trung Quốc được xác định là dương tính với virus corona mới, vệ sinh bề mặt phòng khách sạn có ca bệnh ở và tất cả các khu vực công cộng, lau chùi bề mặt, sàn, tay nắm cửa, lòng khoang thang máy, nút bấm thang máy bằng hóa chất chloramin B. Đồng thời, những nhân viên của khách sạn tiếp xúc gần với hai cha con của người Trung Quốc được lập danh sách để theo dõi, hướng dẫn họ sử dụng khẩu trang và các biện pháp phòng bệnh. Khách sạn này được yêu cầu tăng tần suất vệ sinh. Các nhân viên của khách sạn tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân từ ngày 16 đến 27 tháng 1 cũng được khuyến cáo thực hiện các biện pháp dự phòng và báo cáo khi có các biểu hiện triệu chứng như ho, sốt. Cũng trong thời gian Tết Canh Tí, nữ nhân viên lễ tân này còn về quê ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và có tiếp xúc với một số người. Những người tiếp xúc gần với cô đã được theo dõi chặt chẽ. Đến nay sức khỏe của những người này vẫn bình thường. Như vậy, đây là trường hợp thứ 6 tại Việt Nam được xác định nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ngoài nữ bệnh nhân tại Nha Trang còn có hai cha con người Trung Quốc, ba người còn lại là công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo số liệu cập nhật sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020 từ Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế Việt Nam, số người mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán trên thế giới đã lên đến gần 12.000 trường hợp và 259 người đã chết. Có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới xác nhận có người nhiễm bệnh. Đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào ngoài Trung Quốc.